sẽ chiếm được vị trí qua thứ hai của bảng anh và lọt vào vòng trong. Tìm cái chìa khóa xe máy ở đâu đấy? Không nghe được. Con tự nhiên thì tự nhiên lại dừng lại. Tới bóng vẫn chưa dừng. Đâu rồi, đâu sao đấy, mắt tới đây, đúng rồi, sao anh đâu, sao cối vã con bé chéo. Đội bóng trên con lưới thủ cho ba tư mưu một không thua rồi. Tôi toàn chưa là được phải nói bé làm gì. Thành đây tốt bóp 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 một pha bật rất cao của đội tuyển, bóng chạm tay trắng như thế này. Bên này mà tay trọng tài, có mà tay trọng tài đâu? Như vậy trọng tài sẽ định điểm thuộc về cầu thủ con. Đi được cửa vào thứ mười điểm cho cầu cần 3-1. Con bóng không cho lưới, và một pha đá bóng rất là tối ưu của cầu thủ cần. Đội điểm cho một thứ mười 2-3. Tốt. Hồ lên. Chạy. Bơ điểm cho khu cần 4-2. Ôi dồi ôi rồi thế. Tốt. Đẹp. Được qua tiếp rồi. Rồi, rồi, 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 rồi. Một pha bóng rất tốt của các tuyến về phía cầu cần, đội điểm cho cầu cần 5-3. Tốt. Lỗi đá bóng của cầu thủ nữ, điểm cho cầu cần 6-3. Chết rồi. Một pha đánh bóng lên lưới của Bình Dương. Đội điểm cho đội bóng 4-6. Bây giờ cho cầu cần 7-4. Không, người ta cứ phải gọi ông ngoại cho nó ấy. Phát bóng ra ngoài. Bây giờ cho cầu thủ 5-7. Chân công tốt, đường cho đội thắng lợi 6-7. Quá đấy,
đang ấy rồi, hứng hứng lên máu lên theo ấy không tỉnh. Bóng lên tốt. Đội điểm cho cầu cần 8-6. Bác tiến sau bóng. Bóng bóng không có đấy. Bóng bóng không có đấy. Bóng bóng không có đấy. Đúng giống như ở trận đấu thứ nhất thì trận đấu này hai đội đang rằng co từng điểm một.